Đây là buổi phát thanh huyện Thái Bình, xã Chí Phải, tỉnh Cà Mau. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50% cước phí truy cập tại các điểm bưu điện giao quát xã để tìm kiếm các thông tin hữu ích góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet tại cộng đồng Việt Nam do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ với tổng kinh phí tới 50 triệu đồng USD trong thời gian 5 năm từ năm 2011 đến năm 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138 về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam. Dự án do quỹ Bill & Melinda Gates